xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Sáng miền Tây của truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị, với người dân cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Còn với xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, Tổng Bí thư được biết đến là người con luôn hướng về quê hương với tình cảm thiết tha sâu nặng. Vì lẽ đó, người dân quê hương cũng dành rất nhiều tình cảm trân trọng và sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Chương trình hôm nay có phóng sự về nội dung này, cùng với đó là nhiều diễn biến thời sự vừa được cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng Bí thư là một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cả cuộc đời cho Đảng và cho đất nước. Chủ tịch nước gặp mặt thân mật đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì đèn giao thông đếm ngược tại các giao lộ. Bão số 2 đang hướng vào đất liền nước ta, gây mưa lớn gió mạnh cho các tỉnh Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, thể hiện sự tôn kính và tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưa hôm qua, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thông báo sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 tới. Nhắc nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Sổm Sa Vạt Lên Sa Vắt đã khẳng định Tổng Bí thư là một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cả cuộc đời cho Đảng và cho đất nước. Đánh giá về di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Sổm Sa Vạt Lên Sa Vắt khẳng định công cuộc đổi mới của Việt Nam đạt được nhiều thành công là nhờ đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng chúng ta phải đổi mới toàn diện, nhưng là đổi mới theo hướng xã hội chủ nghĩa, không phải đổi mới để đưa đất nước đi theo con đường khác. Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Phú Trọng không chỉ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mà còn đóng góp cho phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Đối với công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng nhắc lại câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư rằng phải nhốt quyền lực trong lòng cơ chế, nghĩa là lãnh đạo các cấp không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân. Đối với nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tấm gương mẫu mực, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân. Vì vậy đã lãnh đạo công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam đạt nhiều thành công, được cả thế giới ca ngợi. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn hướng về quê hương với tình cảm thiết tha sâu nặng. Được tin Tổng Bí thư qua đời, cán bộ chiến sĩ, nhân dân xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã dành cho người con ưu tú của quê hương rất nhiều tình cảm trân trọng và sự tiếc thương vô hạn. Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng cuộc đời hoạt động cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư dành cho quê hương đã, đang và sẽ mãi là điểm tựa, là nguồn động viên tinh thần và là tấm gương sáng cho người dân xã Đông Hội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khung cảnh làng quê yên bình, nay nhuốm bầu không khí trầm mặc, buồn thương. Ngay sau khi biết tin người con ưu tú của quê hương Đông Hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi đi xa, người dân nơi đây đã không kìm nén được sự xúc động. Khi Tổng Bí thư đã nên làm công việc của đất nước thì thỉnh thoảng Tổng Bí thư có về cũng vẫn gần gũi chúng tôi và thường xuyên về thăm hỏi các gia đình kề cận. Tổng Bí thư còn gọi với lại là em đi đâu đấy, em dạo này có khỏe không? Thực sự chúng tôi thật là xúc động. Còn với những người bạn học cũ,
dù ở bất kỳ cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành cho họ tình cảm chân thành, ấm áp, khó quên trong cuộc đời. Các cụ nói là văn hay chữ tốt, anh được cả. Tôi với ông nghĩ là học suốt từ cấp 1, thường gọi nhau bằng một cái từ rất thiêng liêng là đồng chí. Tuy công việc khác nhau thế nhưng mà vẫn gặp nhau thì anh em vẫn hỏi thăm sức khỏe của nhau. Và hôm qua thì anh em mới nói, tôi chỉ biết là mình thấy mất mát nhiều quá. Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm tha thiết, sâu nặng, mà sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn luôn quan tâm, dõi theo và gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của địa phương. Thường xuyên động viên, giáo dục cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người rất tâm huyết với quê hương. Đau đớn mà trong đầu trái tim của ông Nguyễn Phú Trọng làm sao này lại là giàu có. Từ một cái xã nghèo đấy, mà bây giờ phải nói là cũng không thua em kém chị của Đông Anh. Quê hương xã Đông Hội, huyện Đông Anh từ nay sẽ vắng bóng người con thân yêu, sẽ không còn được đón đợi một người con ưu tú trở về. Nhưng hình ảnh về một Tổng Bí thư với lối sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, gần gũi sẽ luôn còn mãi trong trái tim, tình cảm của mỗi người. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đoàn gồm 91 đại biểu là các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Trước khi bắt đầu cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 77 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Đối tượng người có công ngày một mở rộng. Đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công. Từ năm 2013 đến nay, cả nước đã vận động gần 7.900 tỷ đồng để hỗ trợ hộ gia đình người có công, xây dựng mới 67.700 căn nhà và sửa chữa gần 45.900 căn nhà tình nghĩa, tặng hơn 110.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, 2.412 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức nhận chăm sóc phụng dưỡng suốt đời. Bày tỏ xúc động được gặp mặt các đại biểu, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, để người có công, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách luôn được hưởng đầy đủ thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đi qua các cuộc chiến tranh, đất nước ta có gần 1.200.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Đến giờ phút này, vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng nghĩa còn rất nhiều gia đình ngày đêm khắc khoải mong chờ ngày trở về của liệt sĩ. Chính vì vậy, định danh hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện trong nhiều năm qua. Sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm, gia đình này đã vô cùng xúc động khi đón được liệt sĩ Chữ Văn Cần trở về an nghỉ tại quê nhà. Nhập ngũ tháng 8 năm 1971, liệt sĩ hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại mặt trận phía Tây năm 1972. Nhờ phương pháp giám định ADN, đối chiếu thông tin với gen của thân nhân, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính, tìm lại tên tuổi, quê quán của liệt sĩ.
Đề án giám định gen, định danh liệt sĩ sau 10 năm triển khai đã mang lại niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ. Dẫu vậy, những gia đình xác định được hài cốt của người thân theo phương pháp giám định ADN vẫn chưa nhiều. Hiện cả nước vẫn còn hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa xác định được danh tính, và khoảng 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được. Về cái xác định ADN ấy, thì nó có một số cái khó khăn như do hoàn cảnh lịch sử để lại. Do thứ nhất là do cái thời tiết của Việt Nam mình ấy, là nóng ẩm, cho nên là xương bị phân hủy nhanh. Hai là thông tin về các thân nhân liệt sĩ cũng không có, cho nên là bây giờ nếu mà ADN mà làm mà so với số lượng mẫu lớn ấy, hàng triệu mẫu thì tỷ lệ thành công rất là khó. Dù còn nhiều khó khăn thách thức trong công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ, nhưng hành trình này vẫn sẽ tiếp tục với sự quyết tâm, đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị để có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu cao cả là trả lại tên cho các liệt sĩ, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hôm qua, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, ngoài việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, đội 6 cũng công bố đường dây nóng trên các tuyến cao tốc và tiếp tục tuyên truyền yêu cầu các phương tiện dán phản quang ở phần đuôi xe. Cụ thể, đơn vị tiếp tục bố trí các tổ cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền. Ngoài ra, cung cấp đường dây nóng của phòng 6 qua số 1900 8099 là tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hoặc cần hỗ trợ khi gặp sự cố khi lưu thông trên các tuyến cao tốc. Các tổ cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cho các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải phải dán giấy phản quang vào phía sau phương tiện ở phần đuôi xe, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa dễ nhận biết cho các phương tiện đi phía sau. Cảnh sát giao thông cũng trang bị mỗi phương tiện tối thiểu 3 chóp nón hoặc 3 biển báo tam giác để lái xe sử dụng khi gặp sự cố. Trang bị cho lái xe, phụ xe các loại áo phản quang để mặc khi xuống sửa xe vào buổi tối, đêm, trời mưa. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo và đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ như tránh vượt xe đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, chạy đúng tốc độ quy định, không vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện. Vừa qua, một số cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không bỏ đồng hồ đếm ngược thời gian đèn xanh vàng đỏ theo số giây tại các giao lộ thành phố Hồ Chí Minh để người dân chủ động và dễ chấp hành theo tín hiệu đèn. Liên quan đến nội dung này, hôm qua Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ duy trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện hữu, không tắt đèn số đếm ngược tại các giao lộ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay đang làm thí điểm tạm ngưng hoạt động của đèn số đếm ngược tại 4 giao lộ ở quận 3, các giao lộ Nguyễn Đình Chiểu với Cách Mạng Tháng 8, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quang và giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu, thành phố Thủ Đức. Việc thí điểm này làm cơ sở để đánh giá phương thức tổ chức hệ thống đèn giao thông phù hợp tại giao lộ, từ đó đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc. Sau thời gian thí điểm, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp lấy ý kiến các cơ quan có liên quan gồm Ban An toàn Giao thông, Cảnh sát Giao thông, vân vân và tham vấn các chuyên gia giao thông để đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả thí điểm, làm cơ sở xem xét, điều chỉnh tại các khu vực giao lộ trong thời gian tới nếu cần thiết. Còn trong thời gian này, Sở vẫn sẽ duy trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện hữu, không tắt đèn số đếm ngược tại các giao lộ. Đảo gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của quả tim, xuất hiện ngay từ khi mới sinh ra. Trẻ phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng và tử vong nếu không được điều trị sớm. Quá trình phẫu thuật hồi sức trước mổ và sau mổ bệnh lý đảo gốc động mạch dự kiến gặp nhiều khó khăn. Và mới đây, lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An đã cứu thành công trẻ nhỏ tuổi nhất bị khuyết tật tim phức tạp. Ngày 24 tháng 5, với sự phối hợp giữa các chuyên gia đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội cùng kiếp gây mê và hồi sức Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trải qua hơn 5 giờ phẫu thuật với rất nhiều kỹ thuật khó, ca phẫu thuật đã chuyển các đại động mạch về vị trí bình thường. Sau ca đại phẫu, bé 13 ngày tuổi nặng 2,5 kg tiếp tục được điều chỉnh huyết động, thở máy, theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực ngoại khoa. Qua 20 ngày thở máy, điều chỉnh huyết động, điều chỉnh các rối loạn toan kiềm, điện giải và kháng sinh, trẻ được chăm sóc cấp 1, cách ly hoàn toàn với người nhà. Kết quả siêu âm tim sau mổ cho thấy tim của trẻ hoạt động ổn định.
Hiện tại trẻ đã ăn tốt, ngủ ngoan, khỏe mạnh và được xuất viện chăm sóc tại nhà, hẹn tái khám theo lịch. Đây là ca mổ đảo gốc động mạch trên bệnh nhi nhỏ tuổi nhất, 13 ngày tuổi và có số cân nặng nhẹ nhất, 2,5 kg mà bệnh viện từng phẫu thuật thành công. Khoảng 99,4% trong hơn 1 triệu thí sinh đậu tốt nghiệp năm 2024. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2015 khi kỳ thi được đổi mới. Đại diện Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây chưa phải là con số cuối cùng bởi thí sinh vẫn còn thời gian nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, mức độ thay đổi thường không đáng kể. Giáo sư tiến sĩ Quỳnh Giang Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc năm nay khoảng 99,4%. Năm ngoái, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc là 98,88%. Tỷ lệ năm nay cao nhất kể từ năm 2015, khi kỳ thi được đổi mới theo hướng 2-1. Kết quả được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời là cơ sở để các đại học tuyển sinh. Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được thay đổi để phù hợp với lứa học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Số môn thi để xét tốt nghiệp chỉ còn 4 thay vì 6 như hiện nay, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn lựa chọn. Bộ cho biết, đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường tính vận dụng thực tiễn. Thông tin cập nhật về cơn bão số 2, đêm hôm qua, ông Quang Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 giờ qua, từ 19 đến 22 giờ, bão số 2 gần như ít di chuyển. Lúc 22 giờ tối qua, tâm bão đang cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km một giờ, giật cấp 13. Đến 4 giờ sáng nay 23 tháng 7, vị trí tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Hiện bão số 2 đang hướng vào đất liền nước ta và gây mưa lớn, gió mạnh cho các tỉnh Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngoài gây gió mạnh, sóng lớn cho khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, thì từ đêm qua, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã bắt đầu chịu tác động của bão khi có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ nay đến ngày 24 tháng 7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng mưa lớn diện rộng với lượng mưa ở Đông Bắc Bộ từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mùa bão 2024 sẽ rất khắc nghiệt, khả năng cao có nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Điển hình là áp thấp nhiệt đới giữa tháng 7 vừa qua và bão số 2 hiện nay. Cái bão đã hình thành trên Biển Đông ấy, thì đi vào đất liền và ảnh hưởng đất liền chúng ta thì thời gian rất là ngắn, nó chỉ khoảng độ 1-2 ngày là có thể ảnh hưởng nếu nó đi vào đất liền. Và như vậy thì cái công tác ứng phó phòng chống của chúng ta phải đòi hỏi nó cũng phải nhanh hơn, gấp hơn so với các cái cơn bão mà nó đi từ ngoài phía đông của Philippines vào Biển Đông thì chúng ta có nhiều ngày để theo dõi để ứng phó hiện tượng mưa lớn gắn liền hoạt động của bão nhiều thì cũng cần hết phải lưu ý. Với những diễn biến như vậy, người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật các thông tin diễn biến thời tiết, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh ứng phó. Đặc biệt, người dân cũng cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng di dời theo chỉ đạo của địa phương để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Từ hôm qua, nhiều tỉnh thành khu vực ven biển Bắc Bộ đã có lệnh cấm biển. Với đường hàng không, theo dự báo, sân bay Vân Đồn nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 2. Còn các sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nội Bài, Hà Nội có khuyến cáo xuất hiện mưa dông. Phía Cục Hàng không Việt Nam sau đó đã có công điện gửi các đơn vị có liên quan về chủ động phòng chống ứng phó bão số 2. Cơ quan quản lý yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực, trách nhiệm và cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng. Đối với các cảng hàng không, các hãng bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu các đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường, trong đó xuất khẩu ớt đã thu về gần 18 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm. Thông tin đáng chú ý này cùng nhiều tin tức thị trường khác sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Mận An Phước dù nghịch trúng giá, nhà vườn Lai Dương phấn khởi. Xuất khẩu nghêu sò sang Trung Quốc đang tăng mạnh. Hơn một tháng qua, nhiều nhà vườn trồng mận ở huyện Lai Dương, tỉnh Đồng Tháp vô cùng phấn khởi khi mận An Phước vừa trúng mùa vừa trúng giá. Hiện giá mận An Phước đang được thương lái thu mua tại vườn có giá dao động từ 35.000 đồng đến 38.000 đồng một ký. Theo báo Đồng Tháp, riêng mận loại 1 được thương lái thu mua khoảng 42.000 đến 44.000 đồng một ký. Với giá bán ngày, trung bình diện tích trồng 1.300 m², nông dân lãi từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Xã Vân Hòa là một trong những địa phương có diện tích canh tác mận lớn của huyện Lai Dung với gần 300 hectare. Không giống nhiều cây ăn trái khác, mận An Phước cho trái khoảng 3 vụ một năm với năng suất bình quân từ 1 đến 2 tấn một công. Ngoài xã Phong Hòa, nông dân tại các xã lân cận của huyện Lai Dung cũng chọn cây trồng này để phát triển kinh tế, hướng đến sản xuất mang tính bền vững. Hiện nay, phần lớn nhà vườn trồng mận ở huyện Lai Dung đều áp dụng giải pháp gian bùn lưới cho vườn mận, giúp nhà vườn tránh được tình trạng ruồi đột trái, giảm thiệt hại cũng như nâng cao chất lượng cho trái mận của địa phương. Thời điểm này trên thị trường có bán rất nhiều loại trái cây, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn nên kéo sức tiêu thụ bưởi giảm. Theo đó, giá bưởi da xanh tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm từ 3.000 đồng đến 9.000 đồng một ký so với cách nay hơn một tháng. Hiện bưởi da xanh được nông dân tại nhiều nơi bán xô tại vườn cho thương lái ở mức từ 17.000 đến 23.000 đồng một ký, đối với loại bưởi từ 1 ký một trái trở lên. Bưởi da xanh tuyển lựa loại 1, hàng đạt chuẩn xuất khẩu, được nhiều doanh nghiệp và dựa trái cây thu mua tại dựa với giá 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Còn giá bưởi da xanh bán lẻ tại chợ và siêu thị ở mức từ 25.000 đến 52.000 đồng một ký, tùy loại. Giá giảm do nguồn cung tăng khi bưởi bước vào thu hoạch rộ và gần đây đầu ra bưởi xuất khẩu và tiêu thụ trong nước đang có phần chậm so với trước. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, xuất khẩu ớt của Việt Nam trong tháng 6 đã thu về 1.800.000 đô la Mỹ với 815 tấn. Tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu hơn 7.300 tấn ớt với kim ngạch đạt 17.900.000 đô la Mỹ, tăng 5,3% về lượng và tăng mạnh 31,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ớt Việt Nam với hơn 6.300 tấn, chiếm 86,5%. Lào đứng thứ hai với sản lượng đạt gần 670 tấn, chiếm 9,1%. Mỹ là thị trường đứng thứ ba với 124 tấn, tương đương 1,7%. Trong năm 2023, xuất khẩu ớt đạt kim ngạch 20 triệu đô la Mỹ, tương ứng với 10.173 tấn, tăng mạnh 107% so với năm 2022. Kể từ tháng 3 năm 2022, ớt tươi của Việt Nam được chấp thuận xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Theo đó, các lô hàng ớt tươi đều phải được xử lý kiểm dịch bởi các đơn vị chức năng của Việt Nam hoặc do các đơn vị chức năng của Việt Nam ủy quyền, đồng thời phải chú thích rõ các tham số liên quan trong chứng thư kiểm dịch thực vật. Đồng bằng sông Cửu Long được xem là thủ phủ ớt của Việt Nam, khi ớt được trồng nhiều nhất tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh với tổng diện tích trên 7.000 hectare, sản lượng khoảng 100.000 tấn một năm. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết, tỷ trọng xuất khẩu nghêu sò của Việt Nam sang nước này tăng nhanh trong thời gian qua, từ 0,2% năm ngoái lên mức 19,1% vào tháng 5 năm nay. Năm tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất nghêu sò sang Trung Quốc với giá trị 2.700.000 đô la Mỹ, tăng đột biến 119 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các loài nhuyễn thể khác dạng sống, tươi hoặc ướp lạnh cũng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh, đạt hơn 5 triệu đô la Mỹ, thêm gần 82 lần so với cùng kỳ. Việt Nam đang có trên 41.500 hectare nuôi nhuyễn thể, chủ yếu là nhuyễn thể hai mảnh vỏ với sản lượng khoảng 265.000 tấn một năm. Trong đó nghêu đạt 179.000 tấn một năm.
chuỗi giá trị ngành hàng này đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 200.000 lao động. Không chỉ Trung Quốc, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu các loại nhuyễn thể như nghêu, sò, ngao sang các nước đạt gần 36 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 8,2% so với cùng kỳ. Giá vàng thế giới hôm qua bật tăng lên 2.408 đô la Mỹ một ounce sau khi có thông tin Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cơ bản giữ ổn định. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết như sau: mua vào 78 triệu đồng một lượng, bán ra 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KLG 4 số 9, mua vào 7 triệu 500.000 đồng một chỉ, bán ra 7 triệu 600.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang Kim Long KLG 24 carat, mua vào 7 triệu 400.000 đồng một chỉ, bán ra 7 triệu 580.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp Kim Long KLG 18 carat, mua vào 5 triệu 150.000 đồng một chỉ, bán ra 5 triệu 450.000 đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng, theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 25.124 đồng, bán ra 25.474 đồng, đô la Úc mua vào 16.445 đồng, bán ra 17.145 đồng, euro mua vào 26.857 đồng, bán ra 28.329 đồng, yên Nhật mua vào 156 đồng, bán ra 165 đồng. Như đã thông tin, bão số 2 đang gây mưa dông cho nhiều địa phương trên cả nước, trong đó tập trung ở khu vực Bắc Bộ. Những dự báo chi tiết về tình hình thời tiết hôm nay sẽ được chuyển đến quý vị qua một chuyện nắng chuyện mưa. Nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình Sáng miền Tây hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, theo dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, thời tiết khu vực Nam Bộ chuyển xấu. Ban ngày trời nhiều mây, có lúc giảm mây nắng gián đoạn. Trưa chiều và đêm có mưa dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nền nhiệt ở Nam Bộ phổ biến từ 23 đến 33 độ C. Cũng do mưa xuất hiện liên tục, lũ trên sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục lên và có khả năng lên mức báo động 2. Cần đề phòng khả năng ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại các địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Trong khi đó, mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ. Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày mai, tổng lượng mưa phổ biến ở phía Đông Bắc Bộ từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ nay đến ngày mai, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị. Từ đêm mai, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mới có xu hướng giảm dần. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!